Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Cũng đã lâu kể từ lần cuối chúng mình cho ra mắt video mới trên kênh. Và cũng đã khá lâu rồi chúng ta chưa quay lại với chủ đề của Power Rangers. Vậy nên hôm nay, nhân dịp trở lại này, RTK Media chúng mình sẽ đem tới cho các bạn bài review về bộ Power Rangers được đầu tư táo bạo, mạnh tay nhất của nhà chuột Disney khi nắm bản quyền sản xuất loạt phim Power Rangers. Đó là Power Rangers Dino Thunder. Giờ không để mất thêm thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng bước vào bài review luôn nhé. Đầu tiên như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ tìm hiểu một chút thông tin cơ bản của bộ phim nhé. Power Rangers Dino Thunder là series Power Rangers thứ 12, được chuyển thể từ Bakugou Sentai Abaranger. Bộ phim có tổng cộng 38 tập, được chiếu trên đài ABC Kids và Toon Disney Jetix từ ngày 14 tháng 2 năm 2004 đến ngày 20 tháng 11 năm 2004. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tìm hiểu và đánh giá bộ phim nhé. Theo như khung kịch bản của các bài review về Power Rangers, chúng mình sẽ điểm mặt cốt truyện và nhân vật trước, sau đó mới bước tới nhận xét, đánh giá ưu nhược điểm của bộ phim. Đã 7 năm trôi qua, kể từ sau sự kiện Passing the Torch, ngày mà các Turbo Rangers chuyển giao sức mạnh của mình hướng tới một cuộc sống mới. Một trong số họ, Tommy Oliver, giờ đây đã là tiến sĩ ngành cổ sinh vật học, đảm nhận công việc giảng dạy bộ môn khoa học tại trường trung học Riverside. Một ngày, ba học sinh bị đình chỉ là Connor McKnight, Ethan James và Kira Ford vô tình khám phá ra căn cứ bí mật của Tommy, đưa họ tiếp cận với Dino James. Những viên đá này liên kết với ADN, ban cho họ những năng lực siêu phàm. Tommy bất đắc dĩ phải trao ba người học trò Dino Morphers, dẫn dắt họ trở thành Power Rangers Dino Thunder. Cùng nhau, họ chiến đấu ngăn chặn mưu đồ xấu xa của gã bác học điên Mesogok. Giờ ta sẽ tìm hiểu đôi nét về dàn nhân vật của phim nhé. Ở tuyến chính diện, chúng ta có nhóm 5 thành viên của chiến đội Dino Thunder là những học sinh của trường trung học Riverside, bao gồm Connor, Ethan, Kira, Trent và giáo viên bộ môn khoa học của họ, Tommy Oliver. Được biết, trước khi trở thành Power Rangers và sát cánh chiến đấu cùng nhau, Connor, Ethan và Kira chỉ là bạn học cùng lớp, chứ không phải một nhóm bạn thân. Đầu tiên là Connor McKnight, Red Dino Thunder Ranger, trưởng nhóm Dino Thunder. Cậu là một siêu sao bóng đá ở trường, có giấc mơ được chơi cho đội bóng chuyên nghiệp. Là một người có chút khoe mẽ, cùng với bản tính xéo sắc và khoái cà khịa, nhiều lần cậu để miệng đi chơi xa, gây mất lòng cho người khác. Couldn't they take us back to the moment when Tommy was kidnapped? What? So we can watch it happen all over again? Tôi thua bạn nhá, bạn 10 điểm, bạn là nhất, bạn thì kinh rồi. Connor không phải là một đội trưởng kiểu mẫu, bởi tính cách có phần nóng nảy và bốc đồng. Khi gặp chuyện, cậu rất dễ bị kích động, dễ mất bình tĩnh, không nghĩ nhiều trước khi hành động. Điều này đôi khi khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Song, nếu nhìn ở một góc độ khác, những khuyết điểm đó đã hình thành nên một Connor đầy nhiệt huyết, gan dạ, có tinh thần nghĩa hiệp, sẵn sàng đứng ra bảo vệ người khác, giúp cậu chiếm được lợi thế khi chiến đấu với bè lũ của Mesogok. Connor có một người anh em song sinh tên là Eric. Anh chàng này từng là học viên của học viện Win Ninja, nơi đào tạo ra các Green Rangers. Một điều thú vị là nhân vật này đã từng xuất hiện trong Power Rangers Ninja Storm, cũng do chính diễn viên đóng Connor là James Napier thủ vai. Sau khi tiếp nhận sức mạnh từ Red Dino Gem, Connor sở hữu năng lực siêu tốc. Lúc này, trong mắt cậu, mọi thứ xung quanh đều chậm lại, giúp cậu có đủ thời gian để né tránh đòn tấn công của kẻ thù hoặc đánh trả lại. Tiếp theo là Ethan James, Blue Dino Thunder Ranger. Ethan là một con nghiện máy tính. Cậu dành đa số thời gian của mình cho việc sử dụng máy tính hoặc chơi điện tử. Cậu là một người hòa đồng, hài hước với cách nói chuyện rất có duyên. Tương tự như Connor, cậu cũng có sở thích cà khịa. Tuy vậy, cậu biết đâu là điểm dừng. Since when do they have bad power rangers? Time to meet the Green Ranger. Là người có đầu óc thông minh và nhạy bén, cậu biết cách giải quyết những tình huống khó khăn như thế nào mà không phải dùng tới nắm đấm. Sau khi tiếp nhận sức mạnh từ Blue Dino Gem, da thịt của Ethan trở nên cứng cáp như đá, được cho là phần vảy của tam giác long, giúp cậu gia tăng sức phòng thủ lẫn tấn công khi đối đầu với kẻ thù. Thành viên nữ duy nhất của nhóm, Kira Ford, Yellow Dino Thunder Ranger. Đằng sau vẻ ngoài nổi loạn, bụi bặm và thời trang nổi bật theo phong cách neopunk, Kira có một giọng hát ngọt ngào, cùng với đó là khả năng chơi guitar thuần thục. Cô có niềm đam mê rực cháy, luôn hết mình với âm nhạc và nuôi dưỡng ước mơ trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
Kira có lẽ là người trưởng thành nhất trong nhóm học sinh. Khi đối diện với những vấn đề trái chiều, sự điềm tĩnh và lối suy nghĩ có chiều sâu đã giúp cô tháo gỡ vấn đề một cách nhanh chóng. Sau khi tiếp nhận sức mạnh từ Yellow Dino Gem, Kira sở hữu năng lực tiếng hét siêu thanh, giúp ngăn chặn và hất văng kẻ thù. Tiếp theo, Tommy Oliver, Black Dino Thunder Ranger. Đây là lần thứ 5 anh trở lại với cương vị là một Power Ranger, sau những Green Ranger, White Ranger, Zeo Ranger 5 Red và Red Turbo Ranger. And no matter what color I am, he'll never defeat me. Như chúng mình đã đề cập ở trên, sau 7 năm ngừng làm Red Turbo Ranger, Tommy lúc này đang là giáo viên bộ môn khoa học của trường trung học Riverside. Sự ra đời của Mesogog và bè lũ tay sai của hắn một phần tới từ tác động của Tommy khi anh cùng những người bạn của mình nghiên cứu về khủng long. Ý thức rất rõ ràng sự nguy hiểm của Mesogog cũng như những sai lầm mà anh đã vô tình gây ra, Tommy cùng với sự giúp sức của cô Hayley đã nghiên cứu khai thác sức mạnh từ Dino Gems, đồng thời xây dựng lên nhóm chiến đội Dino Thunder bảo vệ trái đất. Xuyên suốt cả cuộc hành trình, Tommy đã thể hiện mình là một người già dặn kinh nghiệm, trưởng thành hơn so với trước đây. Không còn thường xuyên xông pha trận mạc, dẫn đầu cuộc chiến nơi tiền tuyến nữa. Giờ đây, Tommy đóng vai trò như một mentor, hướng dẫn, chỉ dạy, định hướng cho nhóm Ranger trẻ trên con đường trở thành những chiến binh thực thụ. Lắng nghe những vấn đề của nhóm học sinh trẻ tuổi, cho họ những lời khuyên đúng đắn, thiết thực. Đây có lẽ là phiên bản Tommy Oliver mà mình thích nhất trong tất cả những lần hóa thân của Jason David Frank. Sau khi tiếp nhận sức mạnh từ Black Dino Gem, Tommy sở hữu năng lực tàng hình. Sau cùng trong tuyến chính diện là Trent Fernandez Mercer, White Dino Thunder Ranger. Ở những tập đầu, Trent là một học sinh bình thường và làm việc bán thời gian tại Cyberspace Cafe. Cậu là một người có bản tính hiền lành, thật thà với lối sống hướng nội. Nhưng sau một lần vô tình tiếp xúc với viên White Dino Gem, cơ thể và tâm trí cậu bị kiểm soát. Dần dần, cậu trở thành một con người hoàn toàn khác, kiêu ngạo và xảo quyệt. Mỗi khi ở dạng White Dino Ranger, cậu xuất hiện khuynh hướng bạo lực và có tính hiếu chiến, không ít lần gây ra rắc rối cho nhóm Ranger. Sau này, khi Chen đã trở lại bình thường và kề vai sát cánh chiến đấu cùng mọi người, một bản sao tà ác của White Dino Ranger đã được tạo ra, cùng chia sẻ sức mạnh từ White Dino Gem và Dino Stegosaur. Thậm chí nếu xét về sức mạnh, phiên bản này còn có phần nhỉnh hơn so với bản gốc. Đôi chút về cuộc sống của Trent. Sau khi cha mẹ qua đời trong vụ tai nạn sập hang, cậu được một người bạn của họ là Anton Mercer nhận nuôi. Dù có một cuộc sống giàu sang và sung túc, nhưng cậu không thực sự cảm thấy hạnh phúc và luôn cố gắng đi theo con đường riêng của mình. Trent có niềm đam mê hội họa mãnh liệt. Cậu thường ký họa những nhân vật giả tưởng mà bản thân yêu thích lên cuốn sketchbook. Giữa Trent và Kira có những khoảnh khắc đẹp, tuy nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế. Sự tương đồng về tính cách hướng nội và niềm đam mê nghệ thuật đã giúp cả hai thấu hiểu lẫn nhau. Tuy vậy, mối quan hệ đặc biệt này nhanh chóng kết thúc. Về sau, cả hai đơn thuần chỉ là những người bạn tốt của nhau. Có thể nói, Trent là nhân vật được xây dựng hay nhất của tuyến chính diện, khi chiều sâu nội tâm được khai thác vô cùng rõ nét theo từng giai đoạn. Từ những áp lực gia đình ngăn cản giấc mơ hội họa, đến sự bất lực trước sức mạnh tà ác của viên đá, và sau cùng là nỗi bất an khi che giấu bí mật của cha mình khỏi những người đồng đội, đồng nghĩa với sự phản bội. Sau khi tiếp nhận sức mạnh từ White Dino Gem, Trent sở hữu năng lực ngụy trang, ẩn mình vào môi trường như tắc kè. Tiếp theo là dàn nhân vật phụ. Đầu tiên, Hayley Zichter, người điều hành Cyberspace Cafe và là cánh tay hỗ trợ đắc lực cho nhóm Power Rangers. Với thế mạnh khoa học và công nghệ, cô đã tạo ra các thiết bị hỗ trợ và vũ khí chiến đấu. Có thể kể đến như Dinomorphers, Brachiomorpher, Raptor Cycles, Hovercraft Cycle, Triceramax Command Center Truck. Tiếp theo, Cassidy Cornell, một nữ sinh có giấc mơ trở thành phóng viên nổi tiếng. Cô có bản tính chảnh chọe, nói nhiều, hay làm phiền người khác để moi móc thông tin, sẵn sàng đối mặt nguy hiểm để có được tin tức nhanh nhất. Luôn đi cùng với Cassidy là cậu bạn thân Devin Del Valle, người thực hiện những đoạn phim thời sự cho cô với vật bất ly thân là một chiếc camera. Cậu có bản tính hậu đậu và vụng về, nhớ trước quên sau, thường xuyên bị Cassidy trách móc. Tiếp đến là Anton Mercer, một tỷ phú, một nhà khoa học, đồng thời là người điều hành tập đoàn Anton Mercer. Ông từng là cộng sự của Tommy trong việc nghiên cứu ADN khủng long. Là một người có tính bảo thủ, ông luôn kiểm soát con trai mình là Trent một cách nghiêm ngặt, thường xuyên gây áp lực và cấm đoán khiến cho cậu bị tổn thương.
Cuối cùng, ta nhận xét đôi chút về dàn phản diện chính của bộ phim, bao gồm Mesogorgh, Elsa và Zeltrax. Trước tiên để nhận xét chung, thì dàn phản diện đã có sự khác biệt rõ rệt so với bộ liền kề trước đó là Ninja Storm. Không còn quá tấu hài, gây cười nữa. Thay vào đó, được xây dựng để trở nên đáng sợ và độc ác hơn. Với Mesogorgh, một tên bác học điên có tham vọng tuyệt diệt loài người, đồng thời đưa trái đất quay trở lại thời tiền sử, nơi khủng long ngự trị. Hắn đáng sợ ở cả phần tạo hình lẫn tính cách, là một thủ lĩnh độc tài và tàn nhẫn. Hắn sẵn sàng xuống tay với cấp dưới của mình nếu chúng không hoàn thành nhiệm vụ. Chính vì sự nhẫn tâm đó mà không ít lần hắn bị đâm sau lưng. Tuy nhiên, Mesogorgh là một kẻ phản diện rất có đầu óc, không dễ bị lừa gạt và qua mặt. Song, điều thú vị nhất của Mesogorgh là sự mâu thuẫn trong tính cách và nhân dạng, khi hai bản thể lương thiện và tà ác cùng tồn tại song song bên trong một cơ thể. Hắn sinh ra từ một cuộc thí nghiệm thất bại của Anton Mercer, từ đó luôn cư ngụ bên trong cơ thể ông, có thể ví hắn như một tên ký sinh trùng. Tiếp theo là Elsa, một nữ tướng trung thành dưới trướng của Mesogorgh. Trừ hắn ra, ả luôn có thái độ khinh thường đối với bất kỳ ai, từ loài người cho đến Power Rangers, kể cả với đồng minh của ả là Zeltrax. Trên thực tế, Elsa vốn chỉ là một người bình thường, nhưng cô đã bị Mesogorgh bắt cóc và tẩy não, hình thành nên một Elsa hoàn toàn khác. Để che giấu thân phận thật của mình, ả hoạt động dưới lớp vỏ bọc là hiệu trưởng trường Riverside với tên gọi là Randall. Tuy nhiên, dù dưới hình hài Randall, nhưng tính cách của ả vẫn không lẫn vào đâu được. Ả là một nhân vật đáng sợ trong trường bởi tính cách khó ưa, hay giám sát và bắt lỗi người khác. Và thật mỉa mai thay, chính ả đã vô tình góp một tay trong việc hình thành nên chiến đội Dino Thunder khi việc ả ta đình chỉ nhóm Corner đã gián tiếp khiến cho ba người họ phát hiện ra căn cứ bí mật của thầy Oliver. Ả nhiều lần lợi dụng vỏ bọc này để gây khó dễ cho nhóm của Corner với vai trò một hiệu trưởng hà khắc và tiếp cận Tommy dưới cương vị một người đồng nghiệp. Nhắc đến Elsa, không thể không nhắc tới màn diễn xuất vô cùng ngoạn mục của nữ diễn viên Miriama Smith. Theo đánh giá của mình, đây là diễn viên có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời nhất trong cả bộ phim. Cuối cùng là một tướng khác dưới quyền của Mesogorgh là Zeltrax, một cỗ máy sinh học. Giống với Elsa, hắn cũng từng là một người bình thường, có tên là Terrence Smith, hay còn được gọi là Smithy, một cộng sự cũ của Tommy và Anton. Trong một lần thí nghiệm, tai nạn đã xảy ra và hắn bị thương nặng. Mesogorgh đã cứu sống hắn và cho hắn một hình hài mới. Từ đó, hắn luôn xem Mesogorgh là ân nhân cứu mạng và nguyện một lòng trung thành. Zeltrax là kẻ thù không đội trời chung của Tommy, bởi hắn cho rằng nếu ngày trước hắn được chọn vào làm việc cho tập đoàn Anton Mercer thay vì Tommy, vụ tai nạn đã không xảy ra và hắn sẽ không thê thảm như hiện tại. Tuy nhiên trời trêu thay, mỗi khi đối đầu thì Zeltrax lại gần như trở thành bào cát cho Tommy. Nhìn chung, cả hai của tuyến phản diện là đều được xây dựng xoay quanh Tommy. Từ đó mang tới cho người xem những nút thắt cần thiết, khiến họ hiểu rằng những sự kiện diễn ra ở thời điểm hiện tại là những sai lầm tới từ quá khứ của Tommy. Và việc anh đang làm là nỗ lực hết mình để bù đắp lại những sai sót mà bản thân đã từng gây ra. Giờ chúng mình sẽ tiến tới nhận xét một vài ưu nhược điểm của bộ phim này. Về phần ưu điểm, mình cực kỳ ấn tượng với logo của phim. Đây là một thiết kế vô cùng sáng tạo khi mà phần đuôi của Tyrannosaur được cách điệu trở thành hình sấm sét, một biểu tượng vô cùng đặc trưng cho các logo của Power Rangers. Phim sử dụng khá khéo léo các footage có sẵn từ bản gốc là Bakiru Sentai Abaranger, đồng thời kết hợp với những cảnh do Disney tự quay thêm trong quá trình sản xuất, giúp cho tổng thể phần hình ảnh của phim tương đối hài hòa. Đặc biệt, dù đã sáng tạo riêng cho mình đội ngũ quái vật lính lác là Tyrannodrones, phim vẫn có hình thức hợp lý để mỹ hóa đám lính Bamiyahe trong Abaranger trở thành các trip toys. Dino Thunder cũng giới thiệu đến cho khán giả nhiều trang thiết bị mới mẻ, thú vị. Đây là thành quả tới từ chất xám của đội ngũ làm phim, thay vì chỉ bế nguyên si những thiết kế đã có sẵn của bản gốc vào. Phần lời thoại của các nhân vật trong phim mang đậm phong cách sitcom của Disney. Một phần trong số đó được dùng để đá xoáy Tommy Oliver. Đây cũng có thể coi là những chi tiết cài cắm khá thú vị, làm gia tăng đáng kể trải nghiệm xem phim cho những fan trung thành của loạt phim Power Rangers. Tiếp đến là những nhược điểm còn tồn đọng của bộ phim. Không biết các bạn cảm thấy sao, nhưng đối với cá nhân mình, hai nhân vật Cassidy và Devin đôi lúc khiến người xem cảm thấy khó chịu. Một phần vì tính cách có phần khó ưa của Cassidy, một phần vì vai trò của cả hai không thực sự cần thiết trong bộ phim.
Một điều khá đáng tiếc của Dino Thunder là việc mối quan hệ đặc biệt giữa Trent và Kira kết thúc một cách quá chóng vánh, để lại nhiều tiếc nuối. Mặc cho việc họ đã được xây dựng, cài cắm rất nhiều khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa cùng nhau. Một điểm trừ khác nằm ở phần thiết kế có phần kém bắt mắt của Triassic Battleizer. So sánh trên mặt bằng chung các thiết kế Battleizer xuyên suốt lịch sử Power Rangers, thì tạo hình của Triassic Battleizer trông khá là tệ. Sự tồn tại của nhân vật bản sao White Dino Ranger là dư thừa và không cần thiết, khi mà vai trò của Trent trong khoảng thời gian này trở nên khá mờ nhạt. Có lẽ vấn đề này chủ yếu tới từ việc ở phiên bản Sentai, nhân vật Nakadai Mikoto, Abari Killer, dành gần như tới 80% thời lượng lên sóng của mình dưới vai trò một thế lực phản diện, buộc cho đội ngũ sản xuất của Dino Thunder, ngoài việc tự quay các phân cảnh Trent cùng sát cánh chiến đấu với đồng đội, phải đồng thời xử lý những phân cảnh White Dino Ranger chiến đấu dưới cương vị phản diện. Xong, nói đi thì cũng phải nói lại, việc tồn tại song song hai phiên bản White Dino Ranger sau cùng đã đem tới cho người xem một cuộc đấu tay đôi khá mãn nhãn. Bởi Power Rangers Dino Thunder là một phần phim mang nhiều dấu mốc kỷ niệm đáng nhớ của cả loạt phim, nên nó có cho mình những tập phim khá đặc biệt. Dưới đây, chúng mình sẽ liệt kê, giới thiệu những tập phim đó tới các bạn. 1. Legacy of Power. Tập phim kỷ niệm thứ 500 của loạt phim Power Rangers, giúp người xem có thể ôn lại lịch sử Power Rangers từ Mighty Morphin đến Ninja Storm. 2. Lost and Found in Translation. Tập phim nói về một buổi tối xem phim của nhóm Connor. Bộ phim mà họ xem chính là Bakiru Sentai Abaranger. Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu, chính là Abaranger. Chúng ta sẽ được chứng kiến Connor, Ethan và Kira nêu cảm nhận của mình về series anh em này. Nghe thật là thú vị phải không nào? 3. Fighting Spirit. Tập phim kể về cuộc hành trình giành lại sự sống của Tommy Oliver. Thử thách của anh là đối đầu với ba biểu tượng đã làm nên tên tuổi của mình trong quá khứ, đó là Green Ranger, White Ranger và Zeo Ranger 5 Red. Ngoài ra, tập phim được chiếu vào ngày 28 tháng 8 năm 2004, tròn đúng 11 năm ngày công chiếu tập đầu tiên của Mighty Morphin Power Rangers Day of the Dumpster. 4. Thunderstorm. Team up đầu tiên trong kỷ nguyên Disney gồm 2 tập giữa hai chiến đội Dino Thunder và Ninja Storm. Tiếp đến là một vài thông tin bên lề xoay quanh bộ phim. Diễn viên đóng Cassidy, Katrina Devine, cũng là người đã thủ vai Mara trong Power Rangers Ninja Storm. Điểm chung của cả hai nhân vật này là đều đóng vai trò gây cười trong phim và từng cùng xuất hiện trong một phân cảnh. Nếu các bạn để ý kỹ thì xuyên suốt Dino Thunder, Tommy lúc nào cũng mặc áo dài tay. Nguyên nhân là để che đi các hình xăm trên cánh tay của nam diễn viên Jason David Frank. Như chúng mình đã từng đề cập trong clip Power Rangers thời kỳ Disney, khoảng cách về địa lý đã khiến cho diễn viên Jason David Frank, một người vốn sinh sống tại Mỹ, không thể đóng phim ở New Zealand trong một thời gian dài. Vì vậy, trong quá trình sản xuất, anh đã về Mỹ để thăm gia đình, khiến cho nhân vật Tommy Oliver phải ở hình dạng suit actor trong suốt 13 tập phim. Theo nhà sản xuất Douglas Sloan, nhân vật Catherine Hillard đã được dự tính để quay về trong Power Rangers Dino Thunder với tư cách là vợ của Tommy và có vai trò như cô Hayley trong phim. Tuy nhiên, ý tưởng này đã bị loại bỏ. Có thể nói, Power Rangers Dino Thunder là một season mang đậm tính tri ân và gợi nhớ, có nhiều nét tương đồng với Mighty Morphin Power Rangers, là yếu tố đã góp phần tạo nên sự thành công của bộ phim. Không những vậy, phim còn được Disney đầu tư một cách quy mô, tỉ mỉ và tâm huyết ở nhiều mặt, phần nào giúp cho Dino Thunder trở thành một bộ phim hay, thành công và để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng người xem nói chung và fan của loạt phim Power Rangers nói riêng. Trên đây là video review đánh giá bộ phim Power Rangers Dino Thunder của chúng mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Còn các bạn có cảm nhận như thế nào về bộ phim này cũng như về bài review của nhóm? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới để chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm tiếp theo của nhóm. Joker! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!